Xin chào các bác nhé. Thì ngày hôm nay là ngày 21 tháng 11 của năm 2020. Thì cơ sở bên em lại xin được quay trở lại với các bác là thợ nuôi ong trong một cái video mà em sẽ chia sẻ về cái cách chọn những cái loại gỗ để đóng thùng ong, cũng như là cách nhận biết một cái thùng ong tiêu chuẩn như nào thùng ong tiêu chuẩn và như nào một thùng ong chất lượng, để các bác có thêm cái lựa chọn khi mà đặt mua hàng. Thì như các bác biết ý, là cái con ong ấy thì nó thích ở trong một cái môi trường là cái nhiệt độ của nó là ổn định. Đấy, cho nên là nó giống như là một cái trong thùng ong nó rất là cần ổn định. Cho nên là cái gỗ ấy thì điều đầu tiên là các bác lên sử dụng cho em là cái gỗ, các loại gỗ như là gỗ gạo, gỗ sung, các loại gỗ họ nhà cây cây chám ấy các bác, chám chẩu. Nói chung là các cái loại gỗ mà nó phải nhẹ này và nó có cái tôm xốp như này. Đây là cái tôm nó mịn, nó xốp này, các bác có thể thấy đây, thì nó sẽ đảm bảo cho các việc là cái đàn ong của các bác sẽ ấm về giữ ấm về mùa đông và nó lại thoáng mát về mùa hè. Đặc biệt là trong cái mùa tháng 2, tháng 3 ở miền Bắc ấy, thời tiết nó lồm thì cái việc cái thùng mà nó xốp này nó sẽ hút ẩm rất là tốt, nó không bị chảy nước ở trong thùng ong. Thì đây là cái thùng ong bên cơ sở nhà em. Cái việc thứ hai là cái việc để các bác nhận biết được cái thùng ong nó tiêu chuẩn chất lượng như thế nào. Thì cái thùng ong ấy, điều đầu tiên là cái độ bền của nó. Thì cái độ bền nó liên quan đến cái việc là cái thùng ong của các bác là không bị mối mọt các bác nhé. Cái thùng ong nó không mối mọt thì nó bền. Để thùng ong không mối mọt ấy, thì ngay từ ban đầu cái gỗ là phải xẻ ra xong thì mới ngâm. Thì nó hạn chế được cái việc mọt rất là nhiều. Tức là cây gỗ tươi về xong bên em phải xẻ ra ngâm. Ngâm là ngâm ván các bạn, xẻ thành ván ấy ngâm nhá. Chứ còn nếu mà ngâm cả khối gỗ ấy, thì về sau những cái thùng nó vẫn cứ bị mối mọt, không thể tránh được đâu. Nó tùy từng cây, tùy từng thời điểm nhưng mà nó không tuyệt đối được. Thế còn mình mà xẻ ra rồi, mình mới ngâm thì gỗ nó ngấm vào nước, thì là nó hạn chế gần như là tuyệt đối cái việc là không có hiện tượng mối mọt. Đấy, đảm bảo cho các bác luôn là cái về cái chất gỗ nó như thế. Cái thứ hai là cái độ dày của ván. Nếu các bác ở miền Nam thì em không nói, các bác ở miền Bắc ấy, thì mùa đông khí hậu nó rất là rét, thì cái ván này nó phải dày, tiêu chuẩn của nó phải cơ bản là được từ 1,5 cm trở lên thì nó đảm bảo. Nhưng nếu mà các bác dùng cái ván mỏng quá thì cái việc cái đàn ong mà nhỏ mà chia ra ở cái thời điểm mà mùa đông nó rét ấy, thì nó không đảm bảo cái nhiệt độ bên trong, nên các bác nên lựa chọn những cái thùng mà nó cơ sở đóng dày như này. Đây là thùng nhà em đang bán thì là nó sẽ ván đầu là 2 cm. Sau khi mà vào gọt đi rồi thì nó vẫn đảm bảo là 1,7 và 1,8 cm. Đấy, đảm bảo như vậy thì trong quá trình nuôi thì nó rất là ổn định về cái mùa. Đấy, còn đây là cái phần đáy thì phải được ghép như thế này. Nếu không ghép như này thì phải cắt ở đây để soi, đút nhân vào. Thì trong quá trình mà thời tiết các bác biết là ở miền Bắc hay miền Nam nó đều có cái quá trình là mùa khô và mùa mưa thì cái gỗ nó sẽ có độ co ngót, thì là nó sẽ ong nó hở, nó sẽ chui ra, nó không kín. Còn ở đây phần cửa, đây phần cửa thì nhà em cắt sẵn như này, về các bác dùng đến đâu thì các bác cắt ra đấy. Ở đây thì ở bên trong cái tiêu chuẩn của một cái thùng ong, đây đằng sau. Còn đóng bằng đinh này thì là đinh này là đinh đóng bằng tay. Hoàn toàn cơ sở như em đóng bằng tay chứ không sử dụng đinh bắn bằng máy. Thì với mỗi một cái thùng ong như này thì khi mua các bác đều được gửi tặng kèm thêm một cái ván ngăn rồi. Nên là nhiều bác hỏi là có ván ngăn chưa, thì thực ra cái ván ngăn là nó đi theo cái thùng rồi. Thế còn với tất cả những đơn hàng mà trên 1 triệu nhá, thì em xin nhắc lại là đơn vị nhà em vẫn gửi tặng các bác một cuốn sách như này, là để cho các bác tham khảo thêm về những cái tài liệu kỹ thuật nuôi ong và kiến thức cơ bản về con ong. Các bác tham khảo ở đây giúp em. Còn rất nhiều những vật tư ở đây, các bác mua gì thì ủng hộ cơ sở nhà em nhé. Cái video của ngày hôm nay nói về thùng quay và các cái loại gỗ như nhận biết để các bác mua được cái thùng quay chất lượng, thì em xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video ngày mai.